Cô chào các em, cô giáo rất vui được gặp lại các em trong buổi học trực tuyến ngày hôm nay. Hôm nay chúng ta sẽ học môn ngữ văn lớp 7, tiết 100 bài liệt kê. Mời các em mở sách giáo khoa và với vở để ghi chép nội dung bài học. Các em thân mến, ở giờ trước chúng ta học bài dùng cụm chủ vị để mở rộng câu. Vậy thì trước khi vào bài học mới, cô giáo kiểm tra bài cũ. Phần kiểm tra bài cũ có hỏi như sau. Câu 1: Khi nào ta dùng cụm chủ vị để mở rộng câu? Và câu 2: Hãy xác định cụm chủ vị trong câu sau. Chị ba đến khiến tôi rất vui và vững tâm. Các em thể quan sát phần đáp án như sau. Câu 1: Khi nào ta dùng cụm chủ vị để mở rộng câu? Khi nói hoặc viết có thể dùng những cụm từ có hình thức giống câu đơn bình thường gọi là cụm chủ vị, hay viết tắt, gọi tắt là cụm CV, làm thành phần của câu hoặc của cụm từ để mở rộng câu. Câu 2. Xác định cụm chủ vị trong câu, chị ba đến khiến tôi rất vui và vững tâm. Với ví dụ này thì chúng ta thấy rằng thành phần chính trong câu đó chính là chị ba đến, là thành phần chủ ngữ. Khiến tôi rất vui và vững tâm là vị ngữ. Và các bạn hãy quan sát cụm chủ vị. Thành phần chủ ngữ có một cụm chủ vị nữa, đó là chị ba là chủ ngữ và đến là vị ngữ. Đấy, các em quan sát. Như vậy trong thành phần chủ ngữ thì chúng ta có một cụm CV. Như vậy với ví dụ này chính là mở rộng câu ở thành phần chủ ngữ. Các em thân mến, trong chương trình ngữ văn trung học cơ sở, các em sẽ được học rất nhiều những biện pháp tu từ. Vậy, tu từ là gì? Biện pháp tu từ chính là cách sử dụng ngôn ngữ theo một cách đặc biệt ở một đơn vị ngôn ngữ, đó là về từ, về câu, về văn bản, trong một ngữ cảnh nhất định nhằm tăng sức gợi hình, gợi cảm trong diễn đạt và tạo ấn tượng với người đọc về một hình ảnh, một cảm xúc, một câu chuyện trong tác phẩm. Vậy thì, mục đích của biện pháp tu từ trong các tác phẩm thơ văn là gì? Chúng ta lưu ý, đó là tạo nên những giá trị đặc biệt trong biểu đạt và biểu cảm hơn so với sử dụng ngôn ngữ thông thường. Và các em đã từng học các biện pháp tu từ như so sánh, nhân hóa, ẩn dụ, hoán dụ, nói quá, nói giảm, nói tránh, điệp từ, điệp ngữ, chơi chữ. Và hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu một biện pháp tu từ nữa, đó chính là liệt kê. Vậy thì liệt kê là gì? Mời các em nghiên cứu phần thứ nhất, đó là một la mã, thế nào là phép liệt kê. Trong phần này chúng ta sẽ xét ví dụ sách giáo khoa trang 104, một nhỏ ví dụ sách giáo khoa. Các em quan sát ví dụ sách giáo khoa. Bên cạnh ngài, mé tay trái, bát yến hấp đường phèn, để trong khay khảm, khói bay nghi ngút, cháp đồi mồi chữ nhật để mở, trong ngăn bạc đầy những trầu vàng, câu đậu, dễ tía, hai bên nào ống thuốc bạc, nào đồng hồ vàng, nào dao chuôi ngà, nào ống vôi chạm, ngoái tai, ví thuốc, quản bút, tăm bông trông mà thích mắt. Ngoài kia, tí mưa gió ầm ầm, dân vu rối rít, nhưng trong này, xem chừng tĩnh mịch, trang nghiêm lắm. Trích Sống chết mặc bay của Phạm Duy Tốn. Yêu cầu của ví dụ này đó là cấu tạo và ý nghĩa của các bộ phận trong các câu in đậm dưới đây có gì giống nhau. Và việc tác giả nêu ra hàng loạt sự việc tương tự bằng những kết cấu tương tự như trên có tác dụng gì? Trước hết chúng ta hãy tìm ra các cụm từ in đậm. Các cụm từ in đậm thứ nhất, chúng ta lưu ý có từ khay khảm, trầu vàng, câu đậu, dễ tía, ngoái tai, ví thuốc, quản bút, tăm bông. Ta thấy rằng đây là cụm từ in đậm, chỉ những từ cùng loại và nó thuộc từ loại đó là danh từ. Tiếp tục, một loạt các cụm từ in đậm sau. Bát yến hấp đường phèn, cháp đồi mồi chữ nhật, ống thuốc bạc, đồng hồ vàng, dao chuôi ngà, ống vôi trọn. Thì đây là những cụm từ cùng loại, cũng chỉ từ loại danh từ. Đấy, các em hãy quan sát. Vậy thì trên thì chúng ta rút ra cái nhận xét như thế nào, cấu tạo như thế nào?
Cấu tạo của các cụm từ này thường là các cụm từ cùng loại và có kết cấu tương tự nhau và được sắp xếp nối tiếp nhau. Phải xét về cấu tạo. Thứ hai về ý nghĩa thì cùng nói về các đồ vật được bày biện xung quanh quan phủ. Và các bạn đã học văn bản này rồi đúng không? Đây là những đồ vật được bày biện xung quanh quan phủ trong cái cuộc vui chơi bài tổ tôm. Về tác dụng thì ta thấy rằng là đã làm nổi bật lên sự xa hoa của quan lại, đối lập lại với tình cảnh của người dân phu đang vất vả chống chọi lại với mưa lũ để hộ đê. Các em thân mến, như vậy qua phân tích và tìm hiểu phần ví dụ một La Mã thì các em hiểu liệt kê là gì? Để trả lời cho câu hỏi này thì các em sẽ quan sát và ghi nhớ sách giáo khoa trang 105. Liệt kê là sắp xếp nối tiếp hàng loạt từ hay cụm từ cùng loại để diễn tả được đầy đủ hơn, sâu sắc hơn những khía cạnh khác nhau của thực tế hay của tư tưởng tình cảm. Như vậy, nội dung ghi nhớ sách giáo khoa chính là trả lời cho câu hỏi thế nào là phép liệt kê. Cô giáo yêu cầu chúng ta nắm thật chắc và học thuộc lòng nội dung ghi nhớ này. Vậy thì liệt kê có những kiểu nào và tìm hiểu các kiểu liệt kê ra sao? Cô giáo mời các em chuyển sang phần 25 mã, đó là các em chuyển sang tìm hiểu phần 2 La Mã, đó là các kiểu liệt kê. Một nhỏ chúng ta tìm hiểu ví dụ sách giáo khoa trang 105. Ví dụ A. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem cả tinh thần, lực lượng, tính mạng, của cải để giữ vững quyền tự do độc lập. Ví dụ B. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do độc lập ấy. Các em hãy chú ý vào cụm từ hiến động. Xét về cấu tạo các phép liệt kê dưới đây có gì khác nhau? Các em hãy quan sát vào cụm từ hiến động. Từ đó chúng ta rút ra nhận xét. Hai, nhận xét. Chúng ta hãy quan sát lại ví dụ A. Chú ý vào những từ cô giáo gạch chân. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần, lực lượng, tính mạng, của cải để giữ vững quyền tự do độc lập. Ý B, toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do độc lập ấy. Xét về cấu tạo, ta thấy rằng cụm từ tinh thần, lực lượng, tính mạng, của cải. Đây là phép liệt kê không theo từng cặp, bởi vì chúng ta thấy rằng ở ví dụ A không xuất hiện quan hệ từ và. Là đây là kiểu liệt kê không theo từng cặp và cách nhau bằng dấu phẩy. Ví dụ tinh thần phẩy, lực lượng phẩy, tính mạng phẩy, của cải. Ở ví dụ B, cụm từ tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải. Thì đây chính là phép liệt kê theo từng cặp. Chúng ta chú ý vào từ quan hệ từ, đó là từ và. Tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải. Và như vậy, đây chính là phép liệt kê theo từng cặp. Chúng ta quan sát lại rõ ràng, kiểu liệt kê không theo từng cặp, đó là không sử dụng các quan hệ từ mà chỉ sử dụng dấu phẩy. Còn liệt kê theo từng cặp chính là sử dụng quan hệ từ giữa các cặp từ với nhau, cụm từ với nhau. Ví dụ như tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải. Các em quan sát vào ví dụ tiếp theo. Ví dụ A. Tre nứa trúc mai vầu mấy chục loại khác nhau nhưng cùng một mầm non mọc thẳng. Ví dụ B. Tiếng Việt của chúng ta phản ánh sự hình thành và trưởng thành của xã hội Việt Nam và của dân tộc Việt Nam. Của tập thể nhỏ là gia đình, họ hàng, làng xóm và của tập thể lớn là dân tộc, quốc gia. Hãy quan sát vào cụm từ in đậm và hãy thử đảo thứ tự các bộ phận trong những phép liệt kê dưới đây rồi rút ra kết luận. Xét về ý nghĩa, các phép liệt kê có gì khác nhau? Em quan sát vào vị trí cô giáo đã đổi cụm từ liệt kê. Vầu, nứa, trúc, mai, tre. Nguyên bản của ví dụ A đó là tre, nứa, trúc, mai, vầu. Như vậy quan sát vào ví dụ A khi chúng ta đảo vị trí thì thấy dễ dàng thay đổi thứ tự các bộ phận liệt kê. Mà ý nghĩa của câu không hề thay đổi. Cụm từ thứ hai trong ví dụ B, chúng ta thay đổi từ
Tiếng Việt chúng ta phản ánh sự trưởng thành và hình thành của xã hội Việt Nam và của dân tộc Việt Nam, của tập thể nhỏ chúng ta đạo vị trí làng xóm họ hàng gia đình và của tập thể lớn là dân tộc quốc gia. Như vậy ở ví dụ B, khi chúng ta đảo vị trí của các cụm từ liệt kê thì thấy rằng là không dễ dàng đổi các liệt kê bởi các hiện tượng liệt kê được sắp xếp theo mức độ tăng tiến. Hay nói một cách dễ hiểu đó chính là sắp xếp từ vị trí là từ nhỏ cho tới lớn. Biện pháp này chúng ta được tìm hiểu và học qua văn bản Sống chết mặc may của tác giả Phạm Duy Tốn. Sát với ý nghĩa thì với cụm từ che nứa trúc mai vầu thì đây chính là kiểu liệt kê không tăng tiến, bởi vì khi chúng ta thay đổi vị trí cho nhau thì ý nghĩa cũng như nội dung của câu không hề thay đổi. Nhưng ở cụm từ hình thành và trưởng thành, gia đình, họ hàng, làng xóm thì ta thấy rằng không thể dễ dàng thay đổi được các phép liệt kê này, bởi vì đây chính là kiểu liệt kê tăng tiến, diễn tả cái mức độ từ nhỏ cho tới lớn. Chứ không thể chúng ta lại sắp xếp ngược đó là từ lớn so tới nhỏ được. Phần C nhỏ, các bạn hãy quan sát vào các kiểu liệt kê theo sơ đồ như sau. Các kiểu liệt kê, thứ nhất xét về cấu tạo và xét theo ý nghĩa. Thì xét về cấu tạo thì kiểu liệt kê sẽ có những kiểu sau. Đó là có kiểu liệt kê theo từng cặp và kiểu liệt kê không theo từng cặp. Xét về ý nghĩa thì có kiểu liệt kê tăng tiến và kiểu liệt kê không tăng tiến. Từ đó chúng ta hiểu các kiểu liệt kê bao gồm có các kiểu như thế nào. Chúng ta hãy quan sát và ghi nhớ sách giáo khoa. Xét về cấu tạo, có thể phân biệt kiểu liệt kê theo từng cặp với kiểu liệt kê không theo từng cặp. Còn xét theo ý nghĩa, có thể phân biệt kiểu liệt kê tăng tiến với kiểu liệt kê không tăng tiến. Đây chính là phần nội dung ghi nhớ sách giáo khoa trong 105. Cô giáo yêu cầu chúng ta học thuộc lòng và nắm rất chắc nội dung ghi nhớ này để vận dụng vào làm bài tập. Để củng cố nội dung kiến thức bài học, chúng ta chuyển sang phần 3 la mã, đó là luyện tập sách giáo khoa trang 106. Bài tập 2, hãy tìm phép liệt kê trong đoạn trích sau đây. Và đó cũng là lần đầu tiên trong đời mình, hai con mắt của ông Valen được thấy hiển hiện cái huyền diệu của một thành phố Đông Dương dưới lòng đường, trên vỉa hè, trong cửa tiệm. Những cu ly xe kéo tay phóng quật lực, đôi bàn chân trần dẫm lạch bạch trên mặt đường nóng bỏng, những quả dưa hấu bổ phanh đỏ lòm lòm, những sâu lạp xưởng lủng lẳng dưới mái hiên cách ở hiệu cơm. Cái rốn một chú khách trưng ra giữa trời, một viên quan uể oải bước qua, tay phe phẩy cái quạt, ngực đeo tấm bắc đầu với tinh hình chữ thập, thật là lộn xộn, thật là nhốn nháo. Theo tác giả Nguyễn Ái Quốc.
Các em hãy quan sát tất cả những cụm từ vô giáo quanh chân dưới. Như vậy, đây là đoạn văn mà tác giả Nguyễn Quốc đã sử dụng kiểu liệt kê không theo từng cặp. Các bạn hãy đọc thật kỹ nhé. Ví dụ như câu những cu ly xe kéo tay phóng quật lực, vậy đôi bàn chân trần đẫm lạch bạch trên mặt đường nóng bỏng, những quả dưa hấu bổ phanh đỏ lòn lòn chấm phẩy, những sâu lạp sườn lùng lỏ dưới mái hiên các hiệu cơm chấm phẩy, cái rốn của một chú khoách trưng ra giữa trời chấm phẩy, một viên quan ể oải bước qua phẩy tay che phẩy cái quạt, ngực đeo tấm bắc đầu bội tinh hình chữ thập chấm, thật là lộn xộn chấm than, thật là nhốn nháo chấm than. Như vậy ở đây tác giả hay chính là Nguyễn Ái Quốc đã sử dụng kiểu liệt kê không theo từng cặp. Ví dụ B, các em hãy tìm phép liệt kê trong đoạn thơ sau. Tỉnh lại em ơi, qua rồi cơn ác mộng. Em đã sống lại rồi, em đã sống. Điện giật, dùi đâm, dao cắt, lửa nung. Không giết được em, người con gái anh hùng của Tố Hữu. Vậy trong đoạn thơ này, tác giả đã sử dụng các cụm từ như điện giật, dùi đâm, dao cắt, lửa nung. Và tác giả đã sử dụng kiểu liệt kê tăng tiến. Tác dụng của kiểu liệt kê tăng tiến trong đoạn thơ này chính là diễn tả cái mức độ tra tấn dã man tàn bạo đối với người anh hùng, người nữ anh hùng. Đó là từ mức nhẹ cho tới mức nặng nhất, tàn bạo nhất. Nhưng tất cả đều không khuất phục được ý chí của người con gái anh hùng. Các em hãy quan sát vào bài tập 3. Bài tập 3 hãy đặt câu có sử dụng phép liệt kê. Thứ nhất, để kể các hoạt động trên sân trường trong giờ ra chơi. Với ví dụ này thì các em có thể tham khảo câu như sau. Sân trường đang yên tĩnh, vắng lặng, bỗng ồn ào, nhộn nhịp hẳn lên vì các trò chơi. Hai chấm, đá bóng, nhảy dây, cầu lông, bịt mắt bắt dê, vân vân. Đây là câu các bạn có thể tham khảo khi kể các hoạt động trên sân trường trong ra chơi. Ý thứ hai, hãy trình bày nội dung truyện ngắn Những Trò Lố hay là Valen và Phan Bội Châu mà em vừa học. Anh hãy quan sát vào bức tranh minh họa cho tác phẩm Những Trò Lố hay là Valen của Phan Bội Châu, và đặc biệt đó là hình ảnh nhà cách mạng vĩ đại Phan Bội Châu. Với câu hỏi này đấy, các bạn có thể tham khảo như sau. Valen là tên thực dân cáo già, biên quan cai trị xảo trá, bịp bợm, lố bịch, bất lương. Còn yêu cầu hãy nêu cảm xúc của em về hình tượng nhà cách mạng Phan Bội Châu thì chúng ta có thể tham khảo như sau. Phan Bội Châu là bậc anh hùng, vị thiên sứ, đấng xả thân vì độc lập dân tộc. Đây là những câu cũng các em có thể tham khảo, và ngoài ra các em có thể đặt câu theo cái ý hiểu của mình. Như vậy, nội dung bài học hôm nay chúng ta tìm hiểu được 3 nội dung chính. Nội dung thứ nhất chúng ta cần lưu ý đó là chúng ta phải hiểu thế nào là phép liệt kê. Nội dung thứ hai đó là các kiểu liệt kê bao gồm có những kiểu nào. Và phần thứ ba chính là phần bài tập hay luyện tập sách giáo khoa. Cô giáo sẽ khái quát sơ đồ bài học như sau. Thứ nhất, liệt kê chúng ta phải hiểu được đó là liệt kê là gì. Khái niệm liệt kê đó chính là sắp xếp nối tiếp hàng loạt từ hoặc cụm từ cùng loại, diễn tả đầy đủ một và sâu sắc thực tế tư tưởng tình cảm. Và liệt kê được chia như sau. Phân loại, xét về cấu tạo thì liệt kê có hai hình thức, đó là xét về ý nghĩa và xét về cấu tạo. Xét về cấu tạo thì bao gồm có liệt kê theo từng cặp và liệt kê không theo từng cặp. Còn xét về ý nghĩa thì bao gồm có liệt kê tăng tiến và liệt kê không tăng. Các em hãy thuộc sơ đồ tư duy, và giờ sau cô giáo sẽ kiểm tra, các em sẽ lên trình bày sơ đồ tư duy và thuyết minh sơ đồ đó.
Các em thân mến, như vậy nội dung bài học hôm nay chúng ta dừng tại đây. Phần hướng dẫn tự học ở nhà, các em lại sẽ thực hiện các yêu cầu sau. Đối với bài vừa học, các em lại sẽ học thuộc nội dung phần ghi nhớ, sách giáo khoa. Và yêu cầu tiếp theo, hãy tìm cho các văn bản đã học một đoạn văn và một đoạn thơ có sử dụng phép liệt kê và phân tích giá trị của phép tư từ đó trong việc tạo nên giá trị nghệ thuật của đoạn văn, của đoạn thơ. Đối với học tiếp theo, các em sẽ chuẩn bị bài dấu chấm lửng và dấu chấm phẩy, dấu gạch ngang. Ta chú ý là cách sử dụng dấu chấm lửng và dấu chấm phẩy và công dụng của dấu gạch ngang. Bài học đến đây là kết thúc. Thân ái chào các em.